AFK Mobi, vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi, bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của AFK Mobi. Mình là Sói Ba. Hôm nay Sói Ba sẽ có một video chia sẻ những cái mẹo hữu ích dành cho dân cầy, dân chơi Tam Quốc của nhà anh Phan Táp. Nếu bạn nào chưa biết dân chơi Tam Quốc thì đây là một con game mobile thẻ tướng Tam Quốc do Phan Táp phát hành tại Việt Nam, ra mắt cũng cách đây khoảng một tháng rồi, nhưng mà tính thời điểm tại thì mình thấy là cũng vẫn còn khá là hot. Thế nên hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em một vài cái mẹo hữu ích để dành cho anh em. Nếu mà có chơi con game này thì anh em có thể biết được một số cái mẹo để có thể cày quốc nhanh hơn, hoặc là làm sao để cho tướng mạnh hơn nhá. Rồi, đầu tiên là chúng ta sẽ tất nhiên rồi, với con game thẻ tướng nào cũng vậy, thì anh em lưu ý là chúng ta bắt đầu sẽ có phần gọi là phần quay tướng. Đây gọi là phần trà lâu này. Chúng ta sẽ có hai cái phần quay tướng, đó là phần quay tướng gọi là nhân viên cấp cao. Nhưng mà cái quay tướng này ấy, thì chỉ được là tối đa chỉ là được tướng tím thôi. Anh ấy thường thì anh em sẽ chiêu mộ 10 lần thì tỷ lệ ra tướng tím nó sẽ cao hơn. Đó, ví dụ mình vừa quay được tướng xịn luôn. Ngoài ra chúng ta sẽ có một phần gọi là nhân viên xuất sắc, quay tướng đỏ. Quay tướng đỏ này thì em có thể là nó sẽ tặng, thỉnh thoảng nó sẽ tặng cho anh em lượt quay miễn phí này, hoặc là các bạn có thể dùng một cái gọi là, mình không biết gọi là gì, một cái lá bài ấy, một cái thẻ để quay 10 thẻ sẽ được quay, bạn sẽ quay được 10 lần. Hoặc là nhanh nhất thì anh em có thể dùng kim nguyên bảo. Nhìn đây, mình sẽ dùng kim nguyên bảo quay chiêu mộ 10 lần thì sẽ có tỷ lệ xác suất nhận được tướng đỏ. Nó cũng hên xui anh em ạ. Đấy, thường là được tướng cam nhiều nhất. Đấy, tướng đỏ thì nó rất là hên xui. Ở đây thì game này các bạn, đây sẽ có phần tỷ lệ nhá. Anh em sẽ có phần tỷ lệ này, các bạn để lưu ý. Các bạn sẽ có 38% ra tướng lục, 40% ra tướng lam, 15% ra tướng tím, 5% ra tướng cam và 2% ra tướng đỏ. Đấy, nói chung là anh em sẽ cố gắng quay tướng để, tại sao? Thì sau này các bạn sẽ kết hợp võ tướng vào đây. Các bạn sẽ có một đội hình bao gồm nhân vật chính, chúng ta sẽ có đội hình 5 võ tướng khác nhau. Đó, và các bạn sẽ kích duyên, sẽ có một phần gọi là phần kích duyên này. Anh em sẽ cho võ tướng ra chuẩn để kích duyên. Mình sẽ kích duyên này. Đó, sẽ cộng thêm chỉ số nhân vật. Về phần nâng cấp võ tướng thì chắc cũng không phải nói nhiều. Chúng ta sẽ có các cái phần như kiểu là mặc trang bị này, cường hóa trang bị này, cũng như là chúng ta sẽ có phần gọi là thăng cấp, đột phá. Đột phá này coi như là kiểu tăng sao ấy, các bạn sẽ cần mảnh, cần tướng để có thể đột phá lên. Rồi chúng ta sẽ có cả phần thức tỉnh nữa. Đó, nhưng mà cần đột phá 5 thì mới thức tỉnh được. Nói chung là cái phần tướng này thì chắc là mình cũng không phải giới thiệu nhiều, cái này anh em biết rồi. Chỉ có lưu ý là đấy, anh em cố gắng làm quay tướng và nhận thêm, cố gắng làm kết hợp đội hình theo quốc gia. Ví dụ bạn thích chơi quần thì ở đây ví dụ mình đang cái đội hình của mình là toàn tướng quần này, anh em thấy không? Đó, và ưu tiên là có tướng đỏ thì nó sẽ ngon hơn. Cái mẹo thứ hai, đầu tiên là anh em sẽ gọi là tập trung cày phó bản và làm nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ hàng ngày, đây chúng ta sẽ có phần nhiệm vụ này. Anh em sẽ hoàn thành nhiệm vụ nhá để lên cấp nhanh. Các bạn muốn cày cấp nhanh, muốn mở khóa tính năng nhanh thì anh em đi làm nhiệm vụ hàng ngày cho mình. Các cái nhiệm vụ hàng ngày nó rất là đa dạng luôn. Chẳng hạn như các bạn đi đánh phó bản này, nó bắt anh em phải đi đánh phó bản. Đó, anh em đi đánh phó bản, các bạn để đi đánh phó bản nhá. Phó bản trong game này thì cơ chế chiến đấu thì anh em có thể càn quét, hoặc là nếu phó bản mới thì các bạn sẽ phải chiến đấu. Game này nó sẽ tự động chiến đấu. Đó, khi lên là 40 thì nó sẽ mở khóa tính năng bỏ qua nhanh, thì anh em mở qua và cố gắng được 3 sao. Để 3 sao làm gì, các bạn mở thêm hòm nhận thưởng. Đơn giản vậy thôi. Ngoài phó bản thường thì chúng ta có phó bản ngày này, các hoạt động hàng ngày để đi kiếm nguyên liệu. Thì anh em làm hết những cái phó bản các cái phó bản hàng ngày này cho mình, bởi vì là nó sẽ kiếm cho anh em rất là nhiều nguyên liệu để nâng cấp cho nhân vật nhá. Đây chúng ta có phó bản su, phó bản ESP, phó bản đang đột phá, phó bản bụi luyện trang bị này, phó bản đột phá, phó bản trang sức rất là nhiều. Ngoài ra chúng ta sẽ có thêm một cái gọi là phó bản tinh anh nữa. Đấy, túm lại các bạn, phó bản hàng ngày thì các bạn sẽ có 3 loại phó bản tinh anh, phó bản thường, phó bản ngày. Thì anh em làm hết cho mình. Các bạn sẽ cày phó bản, nó sẽ được rất là nhiều ESP để lên cấp. Đồng thời là các bạn sẽ nhận được rất nhiều cái dương vật phẩm để có thêm trang bị mảnh tướng để hoàn thiện đội hình. Đó, anh em lưu ý nhá. Đấy, các bạn mỗi ngày chỉ cần vào, anh em chuyển vào phần phụ bản này và làm hết cho mình là được.
Ok, chúng ta tiếp theo là chúng ta đến cái phần mà mình nghĩ là anh em không nên bỏ qua. Đó là các cái sự kiện ở trong game. Đó, bao gồm các cái sự kiện như ký danh ngày này, sự kiện 5 vạn kinh nguyên bảo này, rồi các cái quỹ gói trưởng thành anh em có thể nạp, rồi quà cấp này, phúc lợi thẻ các bạn cũng nên nạp nhá. Các bạn ít nhất là mua cái thẻ du hiệp, hoặc là dần chơi nữa thì anh em mua cái thẻ hào hiệp cho mình. Mỗi ngày các bạn sẽ nhận được 500 kinh nghiệm bảo, nó rất là lợi thế luôn. Rồi chúng ta có phần các cái gói trưởng thành này, phúc lợi VIP này. Đấy, thì ngoài ra thì các bạn sẽ có cả quà nạp đầu nữa. Anh em nên nạp đầu khoảng 20.000 thôi thì sẽ được nhận được tướng đỏ. Nó sẽ một cái phần mà anh em, tức là ví dụ nó sẽ tặng cho các bạn một tướng đỏ bất kỳ luôn của 4 quốc gia: Ngụy, Ngục, Thục, Ngô, Quần. Anh em thích chơi bộ tướng nào thì anh em nên chọn và bắt đầu xây dựng theo cái hướng đó. Rồi chúng ta có sự kiện đăng nhập theo ngày này, 14 ngày nhận quà này. Đó, rất là nhiều sự kiện. Rồi có sự kiện giờ vàng nữa, đăng nhập 7 ngày nhận nhận được ngẫu nhiên tướng đỏ. Anh em thấy không? Mình sẽ nhận được nhận mảnh tướng rồi nhận tướng này nọ luôn. Mình sẽ nhận một tướng đỏ nhé. Ví dụ mà mình đang thích mình đang chơi hệ quần đúng không? Mình sẽ chọn giả hủ đi. Đấy, mảnh giả hủ. Rồi, có một cái lý mình nghĩ là để mà có bộ tướng xịn này anh em nên tích đủ 70 vé và quay một lần, một lượt 70 vé luôn. 70 vé này nó sẽ rất quan trọng và nó sẽ quyết định là cái bộ tướng của bạn chơi, bởi vì đây là game quay tướng ấy, game quay thẻ nên là nó hơi bị nhân phẩm một tí. Trong 70 lượt quay đó thì anh em sẽ ra được cái bộ tướng mà mình mong muốn. Có thể nó thiên về Thục, có thể thiên về Ngô hoặc thiên về Quần. Được bộ tướng nào anh em chơi bộ tướng đó. Tất nhiên là sẽ có anh em hỏi bây giờ mình đen quá thì sao? Đen quá thì chúng ta sẽ dành cho một cái gọi là chúng ta sẽ có một cái tính năng khá là hay. Đây, mình sẽ giới thiệu anh em nhé, từ từ. Đây, nó sẽ có một cái phần gọi là phần shop. Các bạn ở shop này thì các bạn có thể mua mảnh tướng được. Chúng ta sẽ đi mua mảnh tướng. Các bạn sẽ, đây mình sẽ ẩn bớt này đi, nó nhiều quá. Đây, các bạn sẽ có phần shop này. Ở trong phần shop này đấy, các bạn sẽ mua được rất nhiều vật phẩm. Nhưng mà quan trọng nhất là các bạn sẽ có phần shop này. Ở phần shop này các bạn có thể mua mảnh tướng. Đây, các bạn có thể mua ở shop bang. Hoặc là sẽ có shop danh vọng này, các bạn để đây, đặc biệt là phần shop tướng này này. Đặc biệt là cái phần shop tướng này nhá, các bạn sẽ có tướng hồn này. Các bạn để mua cái mảnh tướng mà mình mong muốn, ví dụ mình mua đồng trác này. Đó, đây, các bạn sẽ có một cái thẻ làm mới. Mình sẽ quay. Đấy, mình tập trung mình mua mảnh tướng. Đó, nó cũng hên xui thôi, nhưng mà xong qua cái shop tướng này thì anh em có thể mua mảnh tướng và có được cái tướng võ tướng mình mong muốn. Làm sao để có tướng hồn? Tướng hồn này anh em sẽ có phần thu hồi này. Các bạn sẽ thêm vào những cái võ tướng mà mình không dùng đến, những cái võ tướng phẩm cấp hơn ấy, mình sẽ thu hồi lại và mình sẽ nhận được thêm tướng hồn. Đó, để bắt đầu đi lại xoay tua đi quay tướng. Đó, anh em lưu ý nhá, có cái phần gọi là mua tướng trong shop này rất là quan trọng này. Ngoài ok, tiếp theo chúng ta sẽ có một cái tính năng nữa là phần treo máy. Treo máy cũng này cũng lên cấp, giúp anh em lên cấp rất là nhanh nhá. Đây, các bạn có thể nhận thưởng treo máy này. Rồi có phần kỳ ngộ này. Các bạn có thể trả lời nhanh. À đây, nó bảo tú trang sức không đủ, mình sẽ thu hồi bớt đã. Đấy, mình có thể thu hồi trang sức. Nó nhiều quá, mấy các bạn phải thu hồi để kiếm được cái xu lịch luyện này, cũng để mua đồ trong shop này. Đấy, đây là phần kỳ ngộ thì mình có thể nhận thưởng kỳ ngộ nhanh này. Đó. Rồi chúng ta sẽ có một cái phần là phần khiêu chiến nhanh. Thì các bạn sẽ cần cái vé khiêu chiến này nhá. Vé này anh em có thể mua được. Ví dụ mình sẽ mua cái vé khiêu chiến này. Đấy. Nó sẽ giúp các bạn cày cấp được nhanh. Mình sẽ mua thêm này. Một ngày tối đa các bạn sẽ mua 10 lần. Tùy cấp VIP của bạn. VIP càng cao thì các bạn sẽ mua được càng nhiều lượt. Còn cái vé này gọi là vé thẻ AFK nhanh. Anh em mua cái vé này cho mình. Và ấn một phát. Thì nó sẽ cày rất là nhanh. Các bạn sẽ giúp các bạn anh em lên cấp rất nhanh và nhận rất là nhiều phần thưởng. Rất là nhiều liệu. Đó, anh em lưu ý nhá, sẽ có cái phần gọi là mua thẻ tốc chiến tốc thắng. Đó. Ngoài ra chúng ta sẽ có phần hoạt động khiêu chiến này, anh em cũng đừng bỏ qua. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ hàng ngày. Thì các bạn có thể tham gia hoạt động như diễn võ, hồn các, du ngoạn. Đặc biệt phần du ngoạn này anh em để nhận thưởng mảnh tướng này. Đây cũng giúp anh em nhận thưởng mảnh tướng nhá. Chúng ta sẽ
du ngoạn đó cho tướng ra lịch luyện này, và các bạn sẽ nhận được thẻ tướng tương ứng. Các bạn để chọn các hình thức như là du ngoạn 6 giờ, du ngoạn 12 giờ hoặc du ngoạn 1 ngày. Đấy, mình có thể khiêu chiến để mở tiếp cái map du ngoạn tiếp theo. Đấy, mở càng nhiều các bạn để cho càng nhiều võ tướng đi du ngoạn nhé. Ví dụ cho giả hủ này. Đó, đi kiếm mảnh tướng. Sau này thì các bạn có các hoạt động như ở đồng trác tới này, mạnh hoạch, cướp trại, vận tiêu, ba quy vinh dự, đồng tức đài, quyết chiến và đỉnh cao. Đó, các bạn tham gia hoạt động này thì nó sẽ có những cái phần thưởng rất là giá trị. Đấy, các bạn phải mua trong phần shop này nhá. Cái phần shop này rất là quan trọng nha anh em. Các bạn sẽ mua tất cả các vật phẩm cần thiết trong này, như kiểu mua thể lực này, mua bánh bao là mua thể lực này. Đó, lưu ý là anh em nên mua thể lực nhá, vì quét phó bản rất là tốn. Ok, cái cuối cùng mình muốn nhắc tới đó là phần bang hội. Các bạn nên vào phần bang hội và tham gia các hoạt động trong bang hội phần này. Chúng ta sẽ có phó bản bang này. Đó, đây là phó bản bang. Rồi ở trong phần từ đường bang này các bạn có thể đóng góp để xây dựng bang hội. Rồi, sau này chúng ta có hoạt động bang chiến. Đó. Đặc biệt là các bạn phần shop bang. Shop bang này các bạn có thể mua mảnh tướng. Nhưng mà chủ yếu là mảnh tướng cam thôi. Tướng đỏ các bạn sẽ không full 5 tướng đỏ nữa nha. Thường là bạn 3 tướng đỏ thôi, còn 2 tướng cam thì các bạn mua thêm shop tướng cam trong này. Ngoài ra thì anh em có thể tham gia các cái hoạt động trong game hoặc là ở bên ngoài game để kiếm những cái gift code, nhập gift code vào để gọi là nhận thêm phần thưởng. Ok, như vậy là Sói Bạc cũng chia sẻ nhanh thôi cho anh em một số cái mẹo nhỏ khi mà chơi cái con game mobile có tên gọi là Dân Chơi Tam Quốc Fantap này. Thì hy vọng là với những cái mẹo nhỏ này anh em cũng có thể nắm được một số mẹo chơi, cũng như là làm sao để khiến cho nhân vật của các bạn mau mạnh hơn, nhanh, khỏe hơn. Đặc biệt là cái phần shop này, nhiều anh em không biết là cứ bỏ qua phần shop này. Thì các bạn nhớ mua nhá, mua mảnh tướng các thứ này nọ trong shop này hết. Đấy, để có thể có tướng ngon thì anh em sẽ vào mua đây nếu mà nhân phẩm anh em thấp. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video này của Sói Bạc. Bạn nào thấy hay đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh Upcamobi nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye. Chỉ đặc quyền ở Upcamobi, mini game tuyệt vời hoàn mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Qua tới thế cao, cho nhiều quá đi. Vậy còn chờ chi? Chỉ ngay đi.